Hồi thứ 11 Múa đao thần Lâm sung gặp người ngang sức Bán gươm báo Dương chí giết cọp không lông Lâm sung thấy người kia Múa đao đến đánh Thì hai mắt trợn tròn xoe Hàng đau hùng dựng ngược Rồi cũng dơ đao ra cự lại Hai bên kẻ đánh người đỡ Chống nhau ước chừng hơn 30 hiệp Mà chưa rõ được thua Khi đánh được độ 20 hiệp nữa Sắp quyết được thua thì chợt thấy tiếng trên đỉnh núi gọi to lên rằng: Hai vị hảo hán hãy dừng tay, đừng đánh nhau nữa. Lâm Sung nghe vậy, nhảy tốt ra ngoài vòng, rồi hai bên cùng dừng đao lại. Bây giờ Dương Luân đổ thiên tống dạng cùng mấy đứa tiểu lâu la xuống núi chở thuyền ra, rồi đi đến chỗ hai người mà nói rằng: Hai thanh đao của hai vị hảo hán thực là xuất quỷ nhập thần, không ai theo kịp. Ông này là báo tử đầu Lâm Sung, là anh em chúng tôi. Còn ông mặt xanh kia là ai? Xin cho chúng tôi biết tên họ. Người kia nói, Ta là Dương Chí, cháu ngũ hầu Dương Lệnh Công, là dòng dõi ba đời cửa tướng, lưu lạc ở quan Tây. Khi còn ít tuổi có thi võ cử, rồi làm đến chức điện tư chế sứ quân. Sau đức đạo quân xây lăng dạng tuế, sai mười người chế sứ ra Thái Hồ, tại đá qua về nộp kinh sư. Chẳng may đi đến giữa sông Hoàng Hà, bị cơn phong ba đánh đắm thuyền, mất cả đá hoa, cho nên phải trốn đi nơi khác mà không dám về kinh nữa. Nay nhân nghe tin triều đình xá tội. Nay định nhặt ít tiền để về kinh sư lo liệu ở cơ mật diện mà kiếm kế an thân. Về đâu đi qua đây là bị các ngươi đánh tên gánh thuê mà cướp mất, vậy các ngươi nên đem trả lại cho ta lập tức. Lâm Xung nói, nếu vậy ngài là thanh diện thú dương chí đó chăng? Chính phải, vậy thì may lắm, xin mời chế sứ hãy vào chơi qua trong trại xơi chén rượu suông đã rồi chúng tôi xin nộp lại gánh hành lý hảo hán đã nhận biết tôi thì xin trả lại gánh hành lý còn hơn là cho tôi uống rượu bây giờ mấy năm trước tôi vào thi ở đông kinh cũng có được nghe tiếng chế sứ thế mà ngày nay lại được gặp ở đây thật là may quá thế nào cũng xin đón chế sứ vào chơi nói chuyện qua loa chứ không có ý gì khác Dương Chí từ chối không được đành phải theo lũ Dương Luân xuống thuyền mà đi vào sơn trại. Dương Luân cho tìm cả chu quý lên tụ nghĩa sảnh, sai bắt bốn cái ghế chéo để Dương Luân đổ thiên tống dạng chu quý ngồi về bên tả, còn một bên hữu thì bắt hai cái ghế chéo để mời Dương Chí lâm sung ngồi. Đoạn rồi sai mổ trâu làm tiệc khoản đãi Dương Chí. Đường khi uống rượu, Dương Luân nghĩ thầm trong bụng, nếu ta lưu một lâm xung ở đây Thì tất nhiên có điều không ổn cho ta Vậy bất nhược tiện đây giữ cả dương chí ở lại Để có tay địch thủ với lâm sung thì mới được Cho hay Mấy quân bé mật ở đời Chưa đi đã sợ chưa ngồi đã kinh Những là lúng túng nghĩ quanh Chẳng qua thêm để bận mình mà chi Bây giờ Dương Luân nghĩ vậy Liền đem chuyện lâm xung từ đầu đến cuối Thuật lại cho Dương Chí nghe đoạn rồi bảo Dương Chí rằng Cái này không phải là Dương Luân tôi muốn cử hợp chế sứ ở đây đâu Nhưng tôi thiết nghĩ tôi đây đã bỏ văn theo võ đến lạc thảo đất này Mà chế sứ là người có tội Dẫu này được tha rồi nhưng cũng khó lòng được phục nguyên chức tước Giả chăng hiện nay Cao Thái Quý lại coi giữ binh quyền Thì tất nhiên hắn không dùng ngài được Vậy bất nhược ngài tạm dừng ngựa ở đây Để cùng nhau hưởng cái phú quý kim ngân Tửu nhục mà làm tay hảo hán có lẽ lại là hơn không biết ý ngài nghĩ sao các ngài có lòng như vậy tôi lấy làm cảm ơn lắm song tôi còn có một người bà con thân ở kinh sư khi tôi làm việc quan có phiền lụy người ta nhiều lắm mà chưa sao tạ ơn lại được vậy nay tôi muốn trở về qua đó một phen xin các ngài trả lại hành lý cho tôi bằng không thì dương chí tôi đành bỏ đó mà đi tay không vậy dương luân cười rằng vậy thôi chế sứ đã không ở thì chúng tôi cũng cưỡng bách làm gì nhưng xin ngài hãy khoan tâm ngồi đây một tối rồi sáng mai đi sớm dương chí cảm mừng lưu lại ở đó một tối sáng hôm sau dương luân lại làm rượu tiễn dương chí đoạn rồi sai tiểu lâu la quẩy hành lý đưa xuống dưới núi mà bái biệt rồi trở về lưu giữ lâm sung ở lại bây giờ dương chí đi ra đến đường cái tìm một người nhà quê thuê quẩy gánh hành lý mà cho tên lâu la trở về sơn trại rồi thẳng đường trong nẻo đông kinh khi tới đông kinh dương chí tìm vào một tửu điếm để trọ rồi trả tiền cho đứa gánh thuê trở về cách vài hôm sau dương chí nhờ đến trúc lót ở khu mật diện để lo bổ chế sứ điện tư phủ như cũ lúc ấy phải đem các thứ kim ngân tài vật để đưa chỗ nọ tặng chỗ kia đến khi hết sạch cả tư trang hành lý mới xin được giấy khai phục trong khu mật diện nhưng còn phải đến trình cao thái quý mới xong tới khi đến trình cao thái quý thái quý đem các lý lịch và giấy má ra xem một lượt rồi cả giận mà rằng ngươi cùng đi vận tải với chính tên chế sứ thì chính tên kia đã đem về trao nộp từ bao giờ rồi duy còn có ngươi là đánh mất đá qua mà thiện tiện trốn đi đâu mất quan quân truy nã không ra thế mà nay lại muốn phục chức hay sao tuy rằng ngươi đã có giấy tha nhưng cũng không khi nào rửa hết tội danh mà phục chức được nói xong đem các giấy má phê bỏ tất cả rồi đuổi dương chí ra ngoài soái phủ cây con đâu có cái tổ chim hồng quân hèn đâu có cái lượng bao dung nổi người dương chí trở về nhà trọ trong bụng lấy làm quốc ức mà tự nghĩ một mình rằng Lời nói của Dương Luân khuyên ta thế mà có lý. Nhưng hiềm gì nhà ta, vốn là tiếng tâm trong sạch xưa nay, lẽ nào ta lại đem cái di thể của tổ tiên mà làm nhơ bẩn cho đành. Bởi vậy ta cũng muốn trở về đây để đem cái tài võ nghệ, cây đao ngọn giáo ra chốn biên đình, hoặc may lập được chút công danh để báo đền quan phụ thì cũng hả trong lòng một chút. Ai ngờ bị lão cao cầu nó cay nghiệt tàn nhẫn, làm cho ta không còn kế chi mà xuất đầu được nữa. Chán chưa? Chàng nghĩ vậy, trong lòng lại phân dân khó chịu, đường xa tiền hết, đất khách quê người, không biết làm sao cho ổn được. Nhân nhớ đến ông cha ngày trước, còn để lại thanh bảo đao, xưa nay vẫn đeo luôn ở bên mình, liền nghĩ kế đem ra phố bán, để lấy ít tiền mà đi nơi khác lập thân. Khi đem ra bán, đứng ở phố quần ngựa, có tới mấy giờ đồng hồ, cũng không thấy ai đến hỏi mua cả chàng lấy làm nóng ruột, lại giác ra một chỗ náo nhiệt ở trên cầu thiên hán để bán. Dương Chí đứng một lúc, thấy người ở hai bên phố đều la nhau nhau mà bảo nhau rằng Cọp đã đến, ta trốn đi. Đoạn rồi người nào người nấy đổ xô nhau mà trốn vào trong ngõ. Dương Chí thấy vậy, nói lẩm bẩm một mình rằng Họ nói quái lạ, ở chỗ cấm thành này còn làm gì có cọp đến đây được. Nói đoạn trong xa thấy một anh đại hán Người đen chùi chuỗi Say rượu bước bự đường chân nam đá chân chiêu đi đến Nguyên đó là một thằng vô lại Có tiếng ở kinh sư Vẫn thường gọi là một mau đại trùng ngưu nhị Xưa nay chỉ chuyên nghề rắc rối Ở đầu đường cuối phố Gặp ai là cũng dây vào Làm cho lôi thôi khó chịu Mà quan tư ở phủ khai phong không sao trị nổi Bởi vậy mà ai trông thấy Cũng tránh mặt cho xa không còn dám đi gần đến. Bây giờ tên ngưu nhị đi đến trước mặt dương chí, giằng tay cầm lấy thanh đao xuống để xem rồi hỏi rằng, anh này định bán thanh đao bao nhiêu tiền? Dương chí đáp, thanh bảo đao này của tổ phụ tôi để lại, tôi định bán lấy ba ngàn quan tiền. Ngưu nhị quát lên rằng, đao ăn mày này lại bán đến ngần ấy tiền, ta cứ mua ba mươi kẻ một con dao cũng thái được thịt, cắt được đậu rồi cái đao này có cái gì tốt mà gọi là bảo đao? Thanh đao của tôi có phải như của đám hàng chợ đâu. Đó là bảo đao kia mà. Thế nào gọi là bảo đao? Dương Chí nói. Một là có thể chặt đồng chặt sắt mà lưỡi không quằn. Hai là thổi lông đi qua được. Ba là chém người mà đao không có máu. Thế cho nên gọi là bảo đao. Anh có dám cắt đồng bây giờ không? Anh cứ đem đến đây, tôi cắt cho mà xem. Ngưu nhị thấy nói bèn chạy đến một cái hàng ở cầu, tảo lấy một món tiền đồng để thành một chồng ở bên cầu, rồi gọi Dương Chí rằng, Anh kia, nếu anh chặt đứt được thì ta trả cho ba ngàn quan. Bây giờ các người đứng xem, dẫu không anh nào dám đứng gần. Sông cũng đứng ở đằng xa mà nhìn lại, Dương Chí dán tay áo cầm đao, nhắm cho trúng rồi chém một nhát, cọc tiền đứt hẳn làm đôi những người đứng xem thấy vậy ai cũng reo ầm lên ngưu nhị quát lên rằng reo cái gì anh này còn điều thứ hai thế nào nữa dương chí nói điều thứ hai là thổi lông đi qua được nếu cầm một sợi tóc thổi qua lưỡi đao thì tất đứt làm đôi ngưu nhị nói ta không chắc được như vậy nói đoạn nhổ ngay sợi tóc trên đầu đưa cho dương chí mà bảo rằng anh thử làm cho ta xem dương chí tay tả cầm sợi tóc đưa lên trước lưỡi đao rồi thổi một cái thực mạnh sợi tóc bứt làm đôi mà rơi xuống đất ngưu nhị hỏi còn điều thứ ba là cái gì dương chí nói là chém người mà đao không có máu thế nào là chém người mà đao không có máu nghĩa là cầm thanh đao mà chém giết một người mà máu không kịp dây vào được ta không chắc như vậy anh thử cầm đao chém một người cho ta xem. Dương Chí nói, trong chỗ cấm thành này, bổn dương giết người sao được, nếu không tin thì mang con chó đến đây, tôi chém cho mà xem. Ngưu Nhĩ nói, anh bảo giết người không có máu, chứ anh có nói giết chó đâu. Thôi anh không mua thì thôi, đừng nhiễu người ta làm gì. Anh đưa đây ta xem nào. Dương Chí nói, không có tiền, tôi không cần cho xem nữa. Ngưu Nhĩ nói, anh có dám giết ta không? Tôi với anh trước không thù sao không quán, việc gì mà tôi giết anh? Bây giờ Ngưu Nhị nắm chặt lấy Dương Chí mà bảo rằng, thế nào ta cũng mua thanh đao của anh? Dương Chí nói, anh muốn mua thì mang tiền lại đây, ta không có tiền, không có tiền thì giữ ta làm gì? Ngưu Nhị nói, ta chỉ cần lấy thanh đao của anh thôi, ta không cho. Ngưu Nhị lại nói, anh giỏi thì cứ chém ta đi. Dương Chí cả giận, đẩy Ngưu Nhị ngã bắn xuống đất. Ngưu Nhị vội vàng bò dậy, đâm hút vào bụng Dương Chí. Dương Chí kêu lên rằng, xin hàng phố làm chứng cho tôi, Dương Chí này hết tiền, phải mang đao đi bán. Lại bị thằng khốn kiếp, nó trực ăn cướp đao mà đánh tôi. Bây giờ hai bên hàng phố sợ Ngưu Nhị bằng một phép, không ai còn dám đến gần mà can ngăn nữa. Ngưu Nhị thét lên rằng, Mày bảo tao đánh mày. Ừ, thì tao đánh chết nữa coi sao. Miệng nói rồi giơ tay lên đánh Dương Chí. Dương Chí vội né mình để tránh. Rồi nổi máu nóng lên cầm đao nhằm giữa trán ngưu nhị chém cho một nhát. Ngã lăn quay xuống đất. Đoạn rồi nhảy sấn vào đâm luôn mấy nhát vào bụng ngưu nhị. Máu chảy lên láng ra đường. Khi đó Dương Chí bảo với phố xá rằng Tôi giết thằng ăn mày này, không việc gì liên lụy đến ai, bây giờ nó chết rồi, các ông các bà cứ đi vào phủ với tôi, để tôi nhận tội cho. Gươm thần chém chết quan gia, trừ loài đê tiện cũng là nghĩa chung. Đường hoàng thay diệt anh hùng, trời soi đất xét để hồng sợ chi. Bây giờ các người hàng phố nghe nói mới đổ ra đi theo dương chí vào phủ khai phong. Tới nơi, vừa gặp lúc buổi hầu, Dương Chí cùng bọn hàng phố đi vào công đường, rồi đặt thanh bảo kiếm ra trước mặt mà bấm rằng, tôi là Dương Chí, trước làm điện tư phủ chế sứ. Sao bị đắm mất qua thạch cương, phải cách chức về, này hết tiền tiêu, mang thanh đao đi bán, bất đồ, bị thằng ngưu nhị, nó toàn cướp thanh đao, rồi lại sinh sự đánh tôi. Bởi vậy tôi tức mình đánh nó chết ra đó, hiện có các nhà phố xá làm chứng, xin trình quan lớn biết cho các người hàng phố cũng xúm vào làm chứng mà kêu với quan phủ rõ các căn nguyên quan phủ nghe nói truyền rằng đã làm nên tội mà tự ra thú tội ta thà đánh cho nói đoạn sai gông dương chí lại rồi phái hai viên nha giải dương chí cùng các người hàng phố ra cả thiên hán kiều để khám nghiệm tử thi mà làm thành văn án đoạn bắt các người hàng phố làm đơn khai bẩm rồi cho về còn dương chí thì giao xuống nhà lao giam giữ bây giờ các bọn canh giam ở nhà lao thấy nói dương chí đánh chết một con cọp không lông thì ai nấy có lòng kính phục tử tế mà không sách nhiễu tiền nông chi cả các người hàng phố ở quảng cầu thiên hán thấy dương chí trừ được một đứa đê hèn liều lĩnh quấy nhiễu loài người ấy thì cũng lấy làm phục mà bảo nhau đưa tiền nông vào cho dương chí tiêu còn người giữ phần ăn thấy Dương Chí là một tay hảo hán mà lại trừ được hại cho người. Giả chăng nhà tên Ngưu Nhị cũng không có một ai mà đến khống khiếu thì cũng đem văn án mà rút nhẹ bớt đi. Sao hết, án cho Dương Chí là vì đánh nhau lỡ giết chết người, giam ở đó đủ 60 ngày rồi đem trình quan phủ cho thợ thích kim ấn chào mặt, đánh phạt 20 trượng, đóng gông giải sang đại danh phủ ở Bắc Kinh để sung quân còn thanh bảo đao thì để vào công khố. Khi kết án xong rồi, Phủ Doãn phê cho hai tên công sai là Trương Long Triệu Hổ giải đi. Hai tên công sai dân lệnh, giải dương chí ra đến phố Cầu Thiên Hán, thì các nhà phú hộ trong phố mời cả ba người vào một tử điếm để thiết đãi đoạn rồi đưa tiền cho hai tên công sai mà nói rằng Xin các ông nghĩ đến ông Dương Chí là một người vì dân trừ hại mà trong non tử tế giúp cho. Trương Long Triệu Hổ đáp rằng Chúng tôi đây cũng biết ông ấy là một tay hảo hán Các ông không phải dặn chúng tôi Xin thế nào cũng phải tử tế Bây giờ các nhà phú hộ lại đưa tiền tiễn cho Dương Chí Rồi cùng bái biệt ra về Dương Chí đưa hai tên công sai về đến nhà trọ Tính trả tiền nông cẩn thận Còn thừa sai làm rượu thiết đãi hai người Và mua ít thuốc cao dán vào chỗ bị roi đánh Rồi khoát khăn gói hành lý cùng hai tên công sai đi sang Bắc Kinh. Đường đi nắng sớm mưa mai, phòng khi hưu thích ba người cùng chung. Không bao lâu đã tới Bắc Kinh, ba người liền tìm một tử điếm để đưa nhau vào trọ. Nguyên quan lưu thú ở đại danh thủ Bắc Kinh, vốn là con rể Quang thái quý xài kinh ở trong triều, tên là Lương Trung Thư, quý là Thế Kiệt, là một tay lên ngựa coi quân, xuống ngựa coi dân, quy quyền rất lớn xưa nay. Khi hai tên công sai giải tên Dương Chí vào đến sảnh sứ, Lương Trung thư xem văn thư xong thì nhận ra rằng khi ngài ở kinh sư cũng có biết Dương Chí, liền hỏi han đầu đuôi các lẽ. Dương Chí đem căn nguyên chuyện mình nói rõ cho Trung thư nghe. Trung thư cảm mừng phê hội văn cho công sai về, rồi sai tháo gông cho Dương Chí mà lưu lại trong sảnh để sai khiến. Từ đó Dương Chí ở trong đại danh phủ sớm khuya hầu hạ rất là siêng năng cẩn thận. Được ít lâu, Lương Trung Thư có ý đề cử cho Dương Chí là một chức võ quan, song lại e các tướng không phục, bèn nghĩ ra một kế, bắt các quan quân trên dưới hết thảy, đến ngày mai phải tới giáo trường để diễn võ. Đoạn gọi Dương Chí lên mà bảo rằng, ta có lòng muốn đề cử cho ngươi là một chức quan võ để có ít lương tiêu, nhưng không biết võ nghệ của ngươi như thế nào. Dương Chí đáp rằng: Tôi nguyên là võ cử xuất thân, trước đã làm điện tư phủ chế sứ, 18 tám ban võ nghệ đều đã thông thạo. Này nếu ân tướng rộng lòng thương mà đề cử lên cho chúng tôi được rẽ mây trông thấy mặt trời, thì ân đức đó xin kết cỏ ngậm dành để báo. Lương Trung Thư nghe nói cả mừng, liền ban cho Dương Chí một bức áo giáp để dự bị ra diễn võ ngày mai. Sáng hôm sau. Bây giờ đương độ trung tuần tháng 2, chiều trời ấm áp, gió tạnh mây quang, lương trung thư cơm nước. Đoạn rồi cho Dương Chí cùng lên ngựa, mà tiền hô hậu ủng đưa ra giáo trường. Khi ra tới giáo trường, đến trước cửa diễn võ sảnh, lương trung thư xuống ngựa, rồi sai bắt một chiếc ghế ngồi ở đó. Hai bên tả hữu đứng dàn giá các hàng quan viên nào là chỉ huy sứ, đoàn luyện sứ, chánh chế sứ, thống lĩnh sứ, cùng là chánh bài quân, phó bài quân, trăm viên tướng tá, mấy đội ngựa quân rất là quy nghi tề chỉnh. Trên chốn tướng đài có hai viên đô giám, một viên là Lý Thiên Dương Lý Thành, một viên là Văn Đại Đao Văn Đạt, là tay dũng lực hơn người, thống lĩnh các hàng quân mã, đều quay mặt về chỗ lương trung thư ngồi mà cúi chào làm lễ. Đoạn rồi trên giữa tướng đài dựng lên một lá cờ vàng. Cua trống nổi kèn làm hiệu. Bây giờ trong chốn giáo trường, đứng im tâm tấp không hề có ai dám nói to. Một lát thì Hồng Kỳ dẫn quân ở trên tướng đài lay động, năm quân đều trong lệnh mà sắp sửa chỉnh tề. Đoạn rồi ngọn cờ phấp với, tiếng trống gian lừng. Năm trăm quân đều cầm khí giới trong tay mà dàn thành bài trận lại thấy ngọn cờ trắng ở trên tướng đài phất lên, thì hai hàng trận quân ngựa đều sắp lượt chỉnh tề đứng ra trước mặt. Khi đó Lương Trung Thư truyền đòi phó bài quân Chu Cẩn ra thính lệnh. Chu Cẩn ở bên tả trấn nghe lệnh đòi, liền đánh ngựa ra trước cửa sảnh, rồi xuống ngựa ngã ngọn thương mà dạ một tiếng rất to. Trung Thư truyền lệnh rằng, cho phép phó bài quân ra diễn võ Chu Cẩn chân tướng lệnh, giác thương nhảy lên mình ngựa, xông ra, quay ngược quay xuôi, xông tả múa hữu, diễn mấy bài thương ở trước diễn võ sảnh. Bây giờ Lương Trung Thư mới truyền Dương Chí ra trước sảnh mà bảo rằng Dương Chí, ta nghe trước đây ngươi đã làm chế sứ ở Điện Tư Phủ bên Đông Kinh, vì phạm tội mới phải tới đây, nhưng hiện nay bốn phương giặc cướp, quốc gia đương lúc cần tài, vậy ngươi có dám ra thử võ nghệ với Chu Cẩn không? nếu ngươi hơn được chua cẩn thì ta sẽ cho ngươi thay vào chức đó dương chí cung kính bẩm rằng ân tướng đã rộng thương truyền cho như vậy chúng tôi đâu dám sai lời lương trung thư liền truyền dắt ra một con ngựa trận và truyền quan kho lấy đồ quân khí ra cho dương chí dương chí dân lệnh ra sau nhà võ sảnh đem áo giáp của trung thư cho mặc vào rồi thắt đai đội mũ lưng đeo cung tên, tay cầm thương dài, nhảy lên ngựa mà ra đấu với chu cẩn. Mới hay, kiếp sinh dí có gặp thì, tài này sức ấy kém gì ai đâu. Cảm người lượng cả ân sâu, anh hùng quả biết mặt nhau phen này. Cuộc đời thay đổi đổi thay, hôm nào thế ấy, hôm nay thế nào. Rồi đây cung kiếm ra vào, chắc rằng xuống thấp lên cao còn nhiều. lời bàn của thánh thán. Trong phép văn chương diễn tả ra từng chuyện có nhiều chỗ giống nhau và nhiều chỗ khác nhau. Những câu chuyện giống nhau tả ra gọi là phạm vào nhau, những câu chuyện khác nhau tả ra gọi là tránh xa nhau. Văn sĩ diễn tả rất hay ở chỗ khéo phạm đến nhau như một chuyện, xong lại biến khác xa nhau, tức đã tránh nhau. Khi phạm đến nhau rồi lại tránh xa nhau không một chuyện nào giống hẳn chuyện nào mới thấy phép văn vũ xuất vũ kỳ tác giả mới thực là chân chính tài tử như ở chuyện này sau khi tả xong lâm xung mua đao báo rồi xảy ra câu chuyện cho đến hồi này tiếp tả luôn dương chí bán đao báo rồi cũng xảy ra câu chuyện hai chuyện cùng phải tội tù kết lại tưởng như một mây một chuỗi thế mà cả hai đều phải trốn tránh không đắc chí với đời đã thấy phép văn khéo phạm đến nhau mà lại khéo tị khác nhau. Lại rằng, ta đọc thủy hữu đến đây không khỏi ngậm ngùi mà than rằng tác giả thủy hữu muốn bảo là chẳng phải tài tử sao có thể được. Hỡi ôi, trong lòng kẻ có tài phi thường phải có ngọn bút phi thường có ngọn bút phi thường phải có sức phi thường nếu không có tài phi thường thì làm sao cấu tứ nổi, mà không có bút phi thường, làm sao mà trổ tài năng, và không có sức phi thường, làm sao viết nổi bút ấy. Nay xem thủy hử tả lâm võ sư, chợt thấy vì bảo đau mà diễn ra văn chương kỳ thái. Tới khi tả dương chế sứ, cũng thấy vì bảo đau mà cũng diễn ra văn chương kỳ thái. Hỡi ôi, tả chuyện hào kiệt không bao giờ hết nay chợt gác chuyện hào kiệt mà tả bảo đao đó là mượn cái tài phi thường mà biết đâu bảo đao là thế thân hào kiệt chỉ tả chuyện bảo đao đi đến hứng thú đã thành ra tả hào kiệt hứng thú ở trong rồi tả bảo đao mà ra hào kiệt đem bảo đao tả chuyện võ sư lại đem bảo đao tả chuyện chế sứ hồi trước một thanh bảo đao làm sáng chói võ sư hồi này cũng một thanh bảo đao làm sáng chói chế sứ hai vị hào kiệt hai khẩu bảo đao tiếp tục diễn ra nổi lên đối trí dùng bút đến thế rất kỳ hiểm vậy nếu bảo rằng chẳng phải phi thường mà nét mặt nhơn nhơn đối với trăm nghìn người đều nhận xét ra còn cãi rằng không phi thường sao được chuyện mua đao với chuyện bán đao diễn ra khác nhau mà cũng giống nhau rồi vẫn khác nhau văn tự từng câu từng chữ không phạm đến nhau bút pháp tác giả ly kỳ biến ảo khác nào cảnh lạ như thái sơn nổi bên đông hoa sơn nổi bên tây hai bên đối trí ly kỳ không một chút giống nhau thì đủ biết rằng ngọn bút loài người khác nào văn chương tạo quá dưới cầu thiên hán tả chuyện anh hùng bí lối khiến người như ngồi suốt đêm đông gấp tả ngay trước sảnh diễn võ tả chuyện anh hùng đắc ý khiến người như chợt tới đài xuân lúc buồn thêm một nỗi buồn khi vui thêm một chuyện vui đều là tài tác giả phi thường theo đuổi từng bước theo hình long hổ mà xuất hiện